tử Chirin. Theo nhiều người, đây là tên gọi của vị chủ làng người Sre, cộng đồng đông dân nhất của người Cờ Ho. Dân làng tại địa phương lại cho rằng Chirin gọi trại từ Nire là tên gọi một loại cây dẻo dai dễ uốn, trẻ mỏng ra để đan phần đế gùi, công cụ thường ngày của người dân. Jilin còn được biết đến qua chuyến thám hiểm đầu tiên của bác sĩ Dẹp Xin vào tháng 7 năm 1891 tại Tây Nguyên, đi từ Phan Rí lên Jilin. Để hỗ trợ chương trình phát triển Đà Lạt, toàn quyền Phong Đô Mơ cho thành lập tỉnh Đồng Nai Thượng vào ngày 1 tháng 11 năm 1899 với tỉnh lỵ đặt tại Jilin. Nay tòa nhà hành chánh 121 tuổi vẫn còn. Như vậy, Jilin đã trở thành một trung tâm hành chánh quan trọng trước cả Đà Lạt. Về mặt địa lý, trong hệ thống cao nguyên bậc thang tại Tây Nguyên, cao nguyên Jilin cao 1.000 m trên mực nước biển, chỉ đứng sau Lâm Viên là 1.500 m. Cao nguyên này trải rộng từ Bảo Lộc qua Jilin đến Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà. Và về mặt địa lý, Đắk Nông cũng nằm trên bề mặt này nhưng bị chia cắt bởi sông Đồng Nai. Bề mặt cao nguyên trải rộng, lượn sóng nhẹ nhàng trên nền magma phun trào như rhyolite, andesite, basalt. Nhô cao hẳn là khối núi Prayang cao 1.879 m, khối đá hoa cương khổng lồ tuổi Creta, và chỗ thấp vốn là thung lũng sông suối bị basalt chặn dòng tạo thành các đầm lầy chứa sét bentonite, diatomite và than nâu. Thổ nhưỡng và khí hậu của Jilin phù hợp cho việc trồng trà và cà phê, nhất là cà phê Robusta. Mọi thứ đang dần chuyển mình, dòng suối Dariam ngày nào đã biến thành hồ thủy lợi Kala, rộng trên 300 hectare tuyệt đẹp. Bản làng truyền thống với những nếp nhà sàn sạm màu khói bếp đã lùi vào quá khứ, nhưng âm vang cồng chiêng, tiếng nói của thần linh vẫn luôn được giữ gìn và bảo tồn. Các chàng trai và cô gái Cờ Ho vẫn luôn tự hào với mảnh đất Jilin, xinh đẹp và hiếu khách. Exotic Việt Nam hân hạnh là người bạn đồng hành cùng bạn khám phá Jilin.